Họ tới không? Không, anh không họ nói tới, Hả? Tới xe. Hả? Họ nói tới xe. Không, đừng tới anh đừng tới. Đừng tới. Tới xe, anh không tới, Anh không tới. Đừng tới. Anh không tới. Họ đâm đinh dưới rồi. Họ thả đinh dưới rồi. Họ thả đinh rồi, họ dằn đá dưới rồi. Họ dùng cơ đồng này, bà con này. Không di chuyển, không được. Dạ. Hôm nay chúng tôi sẽ gặp nạn. Tí nữa bà các bà kéo con lại giữ con lại, con sẽ nằm trong này nhá. Con sẽ lăn con nằm này. Thế bà giữ đè con lại. Anh Phong ngồi yên được, anh chấm chấm xe dưới luôn. Chấm xe dưới rồi, chấm xe dưới. Chúng tôi đang ngồi trên xe, anh không biết họ sẽ dùng. À, họ quyết tâm rồi. À, họ đâm lủng lốp chúng tôi. À, họ dùng che chúng tôi không cho quay phim hoặc đánh đập. Chuyến này thì chắc chắn là anh em chúng tôi gặp nạn rồi. Mong quý anh chị em là theo dõi sát sao và lên tiếng giúp chúng tôi. Những anh em ở gần thì hãy đến tất lên tiếng nói để giúp chúng tôi. À, chúng tôi chắc chắn là gặp nạn. Chúng tôi em hỏi làm gì? Vô cùng dựng lên trời đất tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con của Chúa Cha. Chúng tôi hằng người chúng ta xin gửi lời ma đi a đồng. Là tôi chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết mà tăng thả xuống ngục tù trong lòng tôi và người trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên thượng đỉnh cho thánh thần ta của cô gái thơ gửi trở lại cho thánh thần ta không qua lễ tôi tin nhận được thánh thần tôi tin có một thánh thần có vấn đề này các thánh thần cùng tôi tin phép tha tội tôi tin sẽ có ăn rồi ngày sau sống lại tôi tin sống trong với ai Minh Rằng, hồi sinh nhau và tận tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô con về của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha lựa chọn chúng con và toàn thế giới vì cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha lựa chọn chúng con và toàn thế giới vì cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha lựa chọn chúng con và toàn thế giới Họ sẽ cầu chúng tôi lên xe và đưa về đồn chắc chắn rồi. Chúng tôi thì không thoát khỏi trận bạo lực này rồi. Trận đòn này thì chắc chắn là chúng tôi không thể thoát rồi. Xin quý anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi và để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi gặp nạn rồi. Quý anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước, tất cả các giáo sư rất cần, bà con, ngư dân, những nạn nhân của Phong Sa, tất cả mọi người hãy lên tiếng giúp chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt, sẽ bị đánh đập. Chúng tôi, họ đang đưa xe cầu chúng tôi lên xe. Đây là xe cầu họ chuẩn bị xong. Chúng tôi sẽ bị bắt. Họ huy động rất đông công an ninh, mật vụ, giao thông, cơ động, xe cầu. Rất nhiều người, cha xứ của chúng tôi đã bị bắt. Mọi người đã bị bắt. Đấu dương người Chúa Giêsu Kitô. Đấu dương của Chúa Giêsu Kitô. Alo. Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cha đang bị bắt đây này. Bắt công an đang chuẩn bị cầu xe đây này. Nhanh nói cha nhanh đi. Nói cha nhanh đi. Họ cầu đang cầu xe này. Họ cầu xe lên. Nhanh cho mọi người ra đi. Mọi người xem. Alo anh nghe rồi. Anh đang đứng cái chỗ mà cái nhà sao Việt đằng trước hotel sao Việt á. Xe đang chuẩn bị cầu bên này. Nói cha thục đến. Nói cha đến. Nhanh đi. Xe đang chuẩn bị cầu đi này. Người đang ngồi trên xe nhưng mà chén cầu đi, chuẩn bị cầu đi rồi. Anh
họ sẽ cầu chúng tôi lên xe, họ dùng xe cầu cầu bắt chúng tôi về đồn. Xin quý anh chị em theo dõi cộng đồng trong vài ngày nước, tất cả các giáo xứ lân cận, bà con giáo dân. Alo. Chúng tôi hôm nay chị, lên... anh đứng làm trước tổ hotel Sao Việt đó mà xe đang bao vây là công an đang chúng tôi không biết là hiện tại đa xứ thế nào, tất cả mọi người đã bị bắt, rất nhiều chưa người bị cầu này. Họ bây giờ họ toàn bộ cầu chúng tôi lên xe, điện thoại ở đây rồi nhưng mà bây giờ không mở cửa được, hắt vây cả xe rồi. Các bà đâu kinh nghiệm con đấy, nói cha làm đang tìm cách làm đang với xe bây giờ đang cầu này là ngay chỗ đằng trước cái khách sạn Sao Việt á. Alo. Không thấy anh chỉ có nhà Sao Việt thôi, bên hông cái Sao Việt này, đang đầu trước nhà Sao Việt này. Khách sạn Sao Việt, các hotel Sao Việt, cây cảnh Đức Cường cái này. Chê cha ư vô đây rồi. Nói mọi người đến đi. Trên giá đường cho chúng con và toàn thế quân. Đường cho chúng con và toàn thế giới. Họ cầu chúng tôi lên xe. Trên giá đường cho chúng con và toàn thế giới. Nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Nàng đang cho chúng con vào tận đây chúng tôi về bỏ ra mình. Cho chúng khác thì mới bỏ ra này. Hả? Thì phải bỏ ra phải. Cái gì? Không ai không cần mà em. Với Chúa Giêsu Kitô. Chúng con vào tận thế giới. Chúng tôi sẽ bị cầu lên xe. Chúng tôi sẽ bị cầu. Chúng ta thương cho chúng con và toàn. Chúng tôi sẽ bị cầu. Sẽ bị cầu lên, chúng tôi sẽ bị cầu lên xe. Họ sắp sửa bắt chúng tôi. Đấy là những hành động của họ. Chúng tôi thì đang đọc kinh xe, chúng tôi không làm gì cả. Những người họ hành hung, họ đánh đập chúng tôi. Họ đập vào xe, họ dọa. Xin quý anh chị em để theo dõi. Vì của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Họ đang đưa chúng tôi lên xe. Vì của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Họ đang cầu chúng tôi lên xe. Các bạn thấy thế, quý anh chị em thấy. Quý anh chưa đang cầu này, đang cầu xe này, xe đằng trước đang đầu đằng trước anh chị em Sao Việt đó. Anh cứ anh chị em nhà nghỉ Sao Việt đó đây, chỗ cây cảnh Đức Cường đây. Chúng tôi họ đang đưa xe họ cầu chúng tôi lên mà. Đó. Alo. 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 Ninh mật vụ công an. Anh nghe rồi. Mưu mù họ đang xin quý anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi và cha xứ của chúng tôi. Không biết giờ hiện nay cha xứ của chúng tôi như thế nào, không biết là có bị đánh đập hay không. Chúng tôi không thể liên lạc được với cha. Rất nhiều giáo dân đã bị bắt. Chúng tôi thì chắc chắn là về đồn rồi. Họ đang cầu xe chúng tôi lên. Ừ, thì nếu mà xuống thì nó gì. Giờ chúng tôi không biết xử lý nào, chỉ biết là xin ơn Chúa, để mong quý anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện thật nhiều. Không làm ăn mà vu được cái này, không làm ăn mà vừa được một cửa ăn thịt liền, một cửa ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt liền, cái liền đấy, một cửa. Thôi nên. Chúng tôi đang lên, họ cầu chúng tôi lên xe. Không sao cả, chúng tôi vui vẻ đón nhận. Chúng tôi chấp nhận đón nhận tất cả quý anh chị em. Chúng tôi lên đường. Chúng tôi đang lên, chúng tôi không biết thế nào. Nhưng mà đấy là đấy những hình anh ảnh đấy. Anh nghe nào mà né thì là công an quân đồ. Anh nghe rồi. Thấy xe lên chưa? Hả? Thấy. Họ có đánh đập không? Sao có tiếng đồng thế? Ừ, nhưng mà xe họ đánh à?
đang lên. Sao có tiếng động cho xe nhỉ? Họ đang cầu chúng tôi lên xe. Họ đang cầu chúng tôi lên xe rồi. Ok anh chị em. Đang ngồi trong ô tô. Toàn bộ đang ngồi trong ô tô ấy. À chúng tôi. Toàn bộ đang ngồi trong ô tô ạ. Của chúa đây trên mà chúng tôi đang ngồi. Xin cho những ai khi từng bị lòng nhân ái Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng ai của Chúa trở thành niềm vui của chúng tôi đã về đồn rất là đông người, chúng tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh người, cảnh công an, quân đội đông như thế. Trong đời chúng tôi không thể tưởng tượng họ lại phải đối xử với dân như thế. Lạy Chúa, mà Chúa con không thể tưởng tượng được. Lạy Chúa, chúng con sẽ đi về đồn. Xin Chúa hãy giữ gìn mọi người trên xe cùng cha xứ với chúng con, những người đi đòi công lý cho các nạn nhân Formosa, cho người dân Việt Nam. Xin Chúa hãy đồng hành cùng chúng con. Chúng ta vui vẻ về đồn thôi anh chị em, không sao cả. Chúng em anh ơi, xe ta cầu lên chúng tôi rồi, để đi về đồn rồi, cầu cả người cả xe rồi. Ờ nhìn thấy không, bọn em tôi nhìn thấy không, họ cầu chúng tôi lên xe rồi. Đấy, chúng tôi rất đông công an, tôi không tưởng tượng được. Anh ơi, chút thôi anh nghe rồi. Alo, xe anh bị công an ốp lên xe, cả người cả xe lên xe thùng rồi. Anh nghe rồi cha ơi. Anh đang đi vào phòng ô tô nhưng mà bị công an hất úp cầu cả xe. Chúng tôi à. Đúng rồi, đang trực tiếp xem. Anh chúng tôi sẽ em like cho nhiều đi. Họ bẻ cái like cho nhiều đi nha. Hãy. Chúng tôi sẽ về đồn. Đúng rồi, đúng rồi nhà tôi sẽ về đồn và cầu nguyện nha, cầu nguyện nha. Điện tài chính nói cho chính cầu nguyện anh đấy nha. Chúng tôi sẽ chấp nhận đổ máu. Chúng tôi đổ máu để có tự do, để có công lý. Chúng tôi không sợ. Tất cả trên xe là đàn bà, phụ nữ, những người già. Chúng tôi thì chắc là quý vị cũng biết rồi. Chúng tôi hôm nay cùng với đồng hành cùng ngư dân đi vào tòa án thì anh nộp đơn cho kiện phong xa. Nhưng mà như thế này đây, họ đối xử với tôi như thế này đây, rất đông. Chung tiếng la, chung tâm lòng, trong đời sống. Chúng tôi không tưởng tượng được một rừng công an. Một rừng công an. Mẹ chính là nữ vương, là tràng sứ, là mẹ con. Đầy tâm hồn, đầy trí hồn, cả di vãng, cả hiện tại, vốn tương lai. Đứng thiên hoàng, còn cương quyết, ngắm đi tới. Trong linh mẹ, là gương mẫu của đời con. Chúng tôi đặc biệt một chiếc khoa học đồng chí rồi, chúng tôi về đồn tiếng la chung với tay về tay người xuân mẹ chính là alo chúng tôi đã về đồn. Alo. Đây.
những gương mặt anh hùng trên xe. Lên xe rồi, lên lốp xe, đang về năm. Đây là lên ô tô luôn. Có thể là tôi không dám nói điều gì xảy ra, nói biết trước được điều gì. Đây là những khuôn mặt trên xe của chúng tôi, những người già. Sơ, sơ có sợ không sơ? Sơ có sợ không? Vì sao sơ không sợ? Không biết đang thấy bình an không vậy cả. Vâng. Có mẹ đồng hành như mình, có Chúa quan phòng, có Chúa đồng hành cùng chúng ta. Ờ có sợ ba có sợ không? Hả? À, không, không sợ hả? Mẹ. Vâng. Xúc động quá. Chúng tôi thì nói thật là con không sợ. Vâng, rất là làm cho con cũng cảm thấy là một người quay phim cầm điện thoại để quay những cái cảnh kinh khủng đấy cho toàn thế giới biết, mà ngồi trong này tôi cảm thấy rất là yên tâm khi có mọi người rất là đồng tâm, làm tôi cũng cảm thấy tự tin. Chúng tôi thì phải đồn mà. Rằng đời sống lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vi. Cho con cầm sửa mất sửa khác không? Sửa khác không? Cứ người một cục, cứ người một cục, cứ người một cục, chia ra, cứ người một cục. Sao cầm nhắn? Các sư nữa, họ mũi các sư nữa. Chúng tôi về đồn mà con ạ, họ bắt chúng tôi về đồn. Mẹ nhân lấy cả tâm lòng con kính dâng lên. Không biết là bao nhiêu xe xin sáu hồ tổng. Lần này thì tôi nói thật là tôi cảm nhận được sự mỹ khổ đến với chúng tôi, nhưng mà không sao, chúng tôi tự tin. Mẹ thiên chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dòng đời sống. Họ đưa chúng tôi về đồn, mẹ Maria, họ cẩu chúng tôi lên xe về đồn. Không biết là chúng tôi sẽ về đồn nào. Mẹ chính là nữ vương, là tàng sư, là mẹ con. Tôi bản thân tôi là phó chủ tịch của phong trào lao động Việt. Hôm nay tôi đồng hành cùng ngư dân về cùng cha xứ để giúp bà con đi vào Formosa gửi đơn lên tòa án Kỳ Anh để kiện Formosa. Nhưng mà chúng tôi thì mới đi được khoảng 30 cây thì để công an họ ngăn cản, họ không cho chúng tôi đi, và họ cầu xe chúng tôi về đồn. Ở trong xe thì tôi thấy có cảnh tượng như quý anh chị em thấy rất là khủng khiếp. Họ dùng đá gạch ném đập vào xe chúng tôi, bên ngoài chắc chắn nó móp hết rồi. Họ dùng bao bạt họ che vào xe tôi, chúng tôi định hành hung và họ bắt mở cửa nhưng tôi không mở cửa. Và bây giờ thì chúng tôi đang trên đường về đồn. Chắc chắn thì chúng tôi sẽ bị những đòn, chắc chắn thì chúng tôi sẽ bị những đòn tra tấn dã man, nhưng mà tôi chấp nhận, chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì sự thật, tôi không có gì sợ cả. Thật sự tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc khủng khiếp rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi ghê tởm trước cái côn đồ bạo lực một cách trắng trợn như thế, trong khi người dân đi đòi công lý, đòi đi kiện không sao là việc chính đáng, mà họ lại dùng bạo lực để đối xử với người dân như thế. Đấy, họ đang ở đây là thôn 6 xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Họ đang chở chúng tôi quay trở lại, chắc là đi về ở ủy ban huyện hay là ở đâu thì không rõ. Họ đang chở quay lại, mới đi được khoảng cách cái địa điểm chúng tôi bị cầu lên xe khoảng 3 cây số 5 cây số. Chúng tôi rất là lo cho cha xứ của chúng tôi và rất nhiều giáo dân, nhiều anh chị em đồng hành cùng ngư dân. Xin quý anh chị em hiệp thông cầu nguyện. Alo. Cho chúng tôi, cầu nguyện cho cha xứ luôn được bình an để tiếp tục cùng giáo dân đồng hành, quay được ra rồi. Đồng hành cùng đồng hành cùng hết bây giờ hồi nãy cùng nhân dân cả nước rồi, gọi là công lý, sự thật và công bằng cho người dân miền Trung. Đi vô dù gần cầu bùng trong mà lại quay ra. Chúng tôi là những người hoạt động xã hội, chúng tôi phải chấp nhận đau thương. Điều này thì chắc chắn là không thể tránh khỏi. Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi không run sợ trước bạo quyền. Hôm nay thì những lời nói này của tôi thì có thể là rất lâu sau này nữa thì tôi mới có cơ hội. Tôi nghĩ rằng là như thế, tôi mới có cơ hội được cầm điện thoại để nói với quý vị, quý anh chị em. Cho nên là những lời tôi bộc bạch ra đây gần như là tôi xác định được là
số mạng của tôi trong cái chuyến hành trình này. Tôi nghĩ rằng là Chúa sẽ bảo vệ tôi, nhưng mà tôi chấp nhận dấn thân, chấp nhận đau thương, tôi chấp nhận. Mong quý anh chị em theo dõi. Chúng tôi đang quay trở lại. Giờ này không biết là cha của xứ của chúng tôi như thế nào. Cha Doan Bao Tí Chị Ta Nguyễn Đình Thục, xin quý anh chị em cầu nguyện cho cha. Dạ, các sơ đọc thêm kính đi sơ. Dạ, sơ cứ đọc đi sơ. Dạ, sơ các kính đọc đi. Phải quay lại. Dạ. Không biết là họ đưa chúng tôi về đồn nào đây. Khả năng là tôi cũng không rõ nữa. Đây là ở đất gần giáo sứ ở đây. Hôm nay chúng tôi sẽ chúng con khốn khó chạy đến cùng người, chúng con đã cầu xin cùng Đức mà là bạn rất thánh người cứu giúp, thì chúng con lại thấy lòng trăm thầy kêu vang người cầu cầu cho chúng con nữa, chúng con sắp mình xuống xin vì Đức người đang vì trong mắt tội tổ tông truyền sinh ngày Chúa Trời, người đã yêu đang cùng với Đức Chúa Giêsu Kitô, người đã yêu dấu như cha yêu con còn vậy. Phía trước xa xa là cái nơi mà cha xứ chúng tôi đang gặp nguy khốn, khoảng 1 cây số. Xin quý anh chị em cầu nguyện cho cha. Không biết là họ mang chúng tôi đi đâu đây, mang tới lò thiêu hay là tới đi mổ nội tạng thì chúng tôi không biết, nhưng mà chắc chắn thì nguy hiểm đang rình rập, chúng đang bao quanh chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận, xin quý anh chị em hãy hiện thông và đồng hành cùng chúng tôi. Ít ra thì cũng trong lời cầu nguyện, xin nhớ đến anh chị em chúng tôi, nhớ đến cha xứ của chúng tôi. Rồi họ che xe vào đây thì không biết là địa điểm kho nào đây, chúng tôi không rõ. Họ đang đưa chúng tôi vào kho để đóng kho lại. Cái kho xong tối mà tôi không thể quay được. Phía sau nó có một cái kho này ở đây là thôn 1 Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Quán cửa hàng tập hóa trường lai từng đoạn cho người ta download hả? Em xin cố gắng quay lại sao chép lại cái video này, và có thể là chúng tôi sẽ bị tịch thu điện thoại, đấy là chắc chắn. Nên quý anh chị em, người nào, nên quý anh chị em đang xem video này thì xin hãy bằng cách này, bằng cách quay lại hoặc là copy lại cái clip này rồi đăng lại, giữ lại cho chúng tôi. Đấy là một cái kỷ niệm trong đời của tôi. Tôi rất mong quý anh chị em nhanh tay làm việc này giúp chúng tôi. Chúng tôi không biết họ đưa chúng tôi đi đâu đây. Đang chở chúng tôi đi lòng vòng. Chúng tôi không rõ là đi đâu. Đây. Tôi sẽ cố gắng like từng đoạn một để quý anh chị em download về, tải về, lưu giữ lại. Điện thoại tôi cũng sắp hết pin, sắp hết dung lượng. Chúng tôi không có được nhiều thời gian để quay nữa. Sắp hết pin và dung lượng 3G cũng đã sắp hết. Tại vì từ sáng tôi quay rất là nhiều. Xin cha cho mọi người nên một lòng chúng ta, cho thế gian tin rằng cha đã sai con. Ừ.
chúng tôi giờ này ngồi trên xe rất thương cha. Chúng tôi không biết cha xứ của chúng tôi hiện đã gặp nạn như thế nào. Tôi không có cách nào để liên lạc với cha được. Tôi chỉ quay được cái clip này để đăng lên trên Facebook cho anh chị em thấy và chia sẻ cùng hiệp thông cầu nguyện cho cha xứ của chúng tôi là Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục, hôm nay đồng hành cùng ngư dân ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ lên đường vào Kỳ Anh để nộp đơn kiện phong xa và yêu cầu chi trả bồi thường. Tôi là bản thân tôi là Hoàng Bình, phó chủ tịch của phong trào lao động Việt. Tôi được sự nhờ vào của cha xứ về giúp đỡ bà con, thì tôi cũng đồng hành vào cha để mà cập nhật thông tin bà con đi vào phong xa khiếu kiện. Hiện tại thì tôi và những người trên xe đã bị đưa về đồn. Chúng tôi đã bị cầu lên xe, bánh xe bị khóa xích. Chúng tôi không có cách nào khác, chúng tôi đành phải chấp nhận. Hắn cầu cả xe cả người lên xe, chúng tôi tiểu vô rồi, những ngày mới được ra rồi. Nhờ ơn Chúa. Đang trên đường. Chúng tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết quý anh chị em. Xe đi ô tô ạ. Thì mong anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho chúng tôi. Hôm nay là một ngày kinh khủng trong cuộc đời của ngư dân Nga Nam trên đường đi tìm công lý. Vô gần đến năm 1 rồi này. Biết rồi. Nói cha là nhai đang ngồi trên xe cả đóng cửa lại cả rồi mà hắn đang chở vô cho mấy giá để chở ra thôi. Hắn đang chở đường ra. Thế là đi về đó mở cửa xuống rồi chào về thanh hào. Họ đang chờ ngược chúng tôi lại địa điểm đã cầu chúng tôi lên xe. Hiện tại thì đường đã kẹt, đã tắt đường. Chúng tôi không biết họ đưa chúng tôi đi đâu. Họ đang chạy ngược đường để đưa chúng tôi, mà đưa đi đâu chúng tôi không biết. Chắc là đưa đi lò thiêu hoặc là đi mổ nội tạng hay là cái gì đây nữa. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi mọi kịch bản mà sắp xếp họ chuẩn bị quá chỉn chu hoàn hảo. Chúng tôi không ngờ rằng họ lại dùng bạo lực mạnh tay đến như vậy. Chúng tôi còn sẵn sàng chấp nhận và dẫn thân là phải chấp nhận. Tôi không có gì sợ hãi cả, nên quý anh chị em yên tâm và mong quý anh chị em giờ phút này hãy nhớ đến người cha xứ của chúng tôi, đó là cha Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục. Cha tôi thì tôi không thấy tận mắt, tôi bị người khuất, cha đứng phía sau tôi, nhưng mà mọi người nói rằng cha bị đánh và cũng nhiều người bị đánh, bị bắt. Tôi không biết là giờ này đứng như ai bắt, còn chắc chắn thì còn những người trên xe chúng tôi là gần 9 người trên xe là đã bị bắt rồi. Chúng tôi đã bị bắt, bị cầu lên xe, được khóa cửa, bị xích bánh. Tất cả chúng tôi là có 10 người.